Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội nghị được trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, hội nghị lần này tập trung triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Sau 7 ngày, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022, làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc ngày 9 tháng 10 năm 2022. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị, bao gồm nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.